Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric, chủ nhân của YouTube channel Hải Dương IT. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể tích hợp cái thư viện Excel vào bên trong con React và chúng ta đã có thể gọi là gọi và test cái thư viện này. Thì hôm nay trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta gọi là viết một cái API ở phía cái server Node.js nha. Thì việc làm của chúng ta ở đây, đấy chính là hôm sau ấy, chúng ta sẽ làm tương tự để chúng ta có thể viết một cái API để có thể thêm mới người dùng nha. Thì ở đây thì tại sao mình lại làm một cái video như thế này? Bởi vì rằng là mình tin rằng là nhiều bạn khi học về cái khoa học này, nhiều bạn thì còn chưa biết API là gì. Bởi vì rằng là nếu các bạn chuyên làm về React chẳng hạn thì chúng ta đâu có phải biết API đâu, đúng không? Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là trở thành một full stack, cũng như rằng là các bạn đi làm ấy, không ai cho các bạn mình làm front end đâu, tin mình đi, các bạn vẫn phải học hiểu cái thằng back end thôi. Rồi, thì mình sẽ quay lại đối với gọi là cái thằng backend của chúng ta, đấy chính là con Node.js. Thì mình đã chạy lên rồi nha các bạn có thấy rằng là cái server gọi là Node.js của chúng ta nó chạy trên cổng 8080 rồi này. Thì ở đây thì mình sẽ mở, thứ nhất rằng là các bạn sẽ mở database lên cho mình nha. Các bạn có thấy rằng là mình đã chạy cái thằng SAMPP lên rồi này. Thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ vào localhost cổng 8080 như các bạn có thấy rằng là hello world from ECS view, tức rằng là con Node.js của mình lên rồi này. Con React của mình đây nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ đi giải thích cho các bạn về API nha. Câu chuyện là như thế này các bạn này, ở đây ấy, cái mô hình của chúng ta, các bạn hình dung rằng là mô hình phát triển của một website trước khi mà nói về cái gọi là mô hình chúng ta đang sử dụng ấy, thì mình sẽ đi lý giải, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện vui nhé. Tức rằng là nhiều bạn ấy, các bạn thấy rằng là các bạn học React với mình đúng không? Tuy nhiên rằng là khi mà các bạn đi xin đi thực tập hay rằng là các bạn xin đi làm ấy, thì có những công ty nó dùng của cái thằng ví dụ là Next.js chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng cái này. Thì khi mà các bạn gọi là dùng cái thằng Next.js ấy, một cái là Next.js này, một cái là Next.js này, rất nhiều cái, các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có gọi là Next.js hay rằng là Next.js này, nó gọi là, mình sẽ thêm một cái từ React nữa nha, mình không nhớ cụ thể lắm bởi vì là mình nhận được câu hỏi mà. Thì trước tiên thì mình sẽ vào cái thằng Next.js trước nha các bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ vào cái trang chủ của nó nha các bạn. Thì nhiều bạn khi đi làm ấy thì người ta sẽ tuyển các bạn vào, người ta sẽ dùng một vài cái framework, ví dụ như rằng thằng Next.js chẳng hạn, tức rằng là nó sẽ viết cả phía front end và back end luôn. Tức là sao? Tức rằng là các bạn sẽ chạy một ứng dụng mà phía back end của chúng ta là JavaScript, phía front end của chúng ta là con React. Tuy nhiên rằng là các bạn thấy rằng là thay vì các bạn tách riêng ra phía front end riêng, back end riêng như cách mình đang làm ở đây, thì người ta gộp chung thành một cái dự án rồi nha các bạn. Tức rằng là các bạn gõ một câu lệnh thôi thì nó sẽ chạy song song cả front end lên, cả back end lên. Thì cách làm này nó có một cái ưu điểm, đấy chính rằng là các bạn chỉ cần một con bố sách thôi là website của các bạn lên rồi. Trong khi rằng là so với cách làm của chúng ta bây giờ ấy, chúng ta sẽ cần phải chạy hai câu lệnh đúng không các bạn? Một cái rằng là các bạn sẽ cho con backend lên này, một cái rằng là các bạn sẽ cho con React của chúng ta lên. Thì sau khi mà cả hai cái ứng dụng đều lên thì chúng ta mới có thể gọi là chạy được cái website của chúng ta. Thì tại sao mình sẽ phân tích cho các bạn thấy rằng là tại sao người ta làm như vậy, cũng như rằng là tại sao chúng ta làm như vậy nha các bạn. Mỗi cách làm nó đều có những cái ưu và nhược điểm riêng nha các bạn, chứ không phải rằng là mình không biết cách làm này. Thú thật với các bạn rằng là bây giờ mình đi làm ấy, thì người ta cũng dùng một cái công nghệ gọi là generate cả hai front end lẫn back end cho mình luôn. Và ở đây thì mình sẽ chạy front end và back end song song luôn, chứ mình lại không tách riêng ra. Tuy nhiên rằng là công ty trước đấy của mình thì người ta tách riêng ra nha các bạn, chứ không phải rằng là mỗi khi mà các bạn quyết định lựa chọn một công nghệ gì đấy thì nó đều có ẩn chứa lý do đằng sau nha các bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn học mình React ấy, rằng là các bạn 5 năm hay 10 năm sau các bạn chỉ làm React, không có chuyện đấy đâu các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì những công việc dễ dần dà thì người ta sẽ gọi là cho những cái đứa trẻ vào làm thôi. Các bạn sẽ cần phải tiến hóa, chứ chẳng lẽ rằng là chúng ta làm mãi tại một công ty, tại một vị trí mà các bạn đòi năm sau lương cao hơn năm trước đúng không? Mà công việc vẫn như nhau thì không có chuyện đấy. Đấy chính là lý do tại sao mà các bạn gọi là các bạn xin vào làm React mà người ta sẽ ném cho các bạn vào những cái framework như thế này này. Các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ làm cả hai, cả front end lẫn back end luôn. Tin mình đi, đấy là sự thật đấy. Rồi, thì quay lại với câu chuyện của anh Net thì mình sẽ để đây bởi vì rằng là cái background của nó khá trẻ đẹp. Mình sẽ để cái background này, mình sẽ nốt ra cho các bạn xem nha. Thì lý do người ta dùng, ví dụ người ta sẽ dùng thằng Next.js như thế này này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó generate backend cộng frontend luôn. Nó sẽ generate cho các bạn backend cộng frontend gọi là 2 trong 1 luôn. Đấy, tức rằng là các bạn sẽ gọi là code của các bạn, dự án của các bạn chỉ cần có một cái, mình nói rồi, chỉ chạy một câu lệnh nó sẽ lên cả hai cái luôn. Thì việc làm như thế này nó có một cái tiện ích, đấy chính là khi mà các bạn triển khai dự án của các bạn ấy, các bạn chỉ cần triển khai một dự án thôi, chúng ta chỉ triển khai một dự án thì website của chúng ta lên đúng không? Hay nói nôm na rằng là chúng ta chỉ cần đẩy thằng này lên trên mạng một phát, chúng ta đẩy lên hốt phát là nó chạy ngon lành cành đào. Tuy nhiên rằng là nó có một cái nhược điểm như thế này các bạn này.
Việc mà các bạn mà lồng thằng back end vào bên trong thằng front end ấy, thằng front end chính là cái các bạn phơi ra ngoài đúng không? Chúng ta phơi ra ngoài internet để cho người dùng dùng. Thì có một vấn đề nếu như rằng là thằng front end này của các bạn mà bị hack một cái thì coi như thằng back end của bạn bị hack luôn. Bởi vì rằng là chúng ta đang dùng hai trong một mà, chúng ta đang gọi là website của chúng ta, thằng back end cũng nằm luôn ở trên cái thằng front end đấy. Thì việc mà các bạn dùng hai trong một này nó chỉ có một cái ưu điểm duy nhất, đấy chính là việc cấu hình hệ thống của các bạn thì nó khá chỉ là tiện. Chúng ta giảm thiểu được cái thời gian gọi là phải cấu hình hệ thống. Tuy nhiên rằng là về phía gọi là an toàn và bảo mật thông tin thì các bạn thì cái thằng này không tốt. Đấy là một cái nhược điểm khi mà các bạn gọi là dùng hai trong một như thế này. Nhiều công ty thì người ta gọi là cái độ bảo mật thông tin của người ta ấy, người ta ví dụ các bạn cho hack cả hệ thống của người ta chẳng mất cái gì cả. Người ta sẽ có thể backup lại cho các bạn cũng như là không ảnh hưởng gì. Ví dụ các bạn làm một trang web chỉ để đọc báo thôi thì người ta hack xong thì có làm được cái gì đâu, đúng không? Thì đấy chính là lý do tại sao mà người ta gọi là vẫn làm kiểu này. Tuy nhiên là ví dụ như rằng là hôm trước mình đi cách đây vài năm ấy, mình có đi làm ở công ty chứng khoán ấy, thì người ta không bao giờ người ta dùng kiểu này. Lý do bởi vì rằng là khi làm về chứng khoán hay rằng là khi các bạn làm về ngân hàng ấy thì người ta liên quan đến tiền. Liên quan đến tiền ấy thì người ta không bao giờ phơi thằng này ra ngoài internet rồi các bạn, người ta sẽ đẩy thằng backend. Tức rằng là nó sẽ phân theo giải mạng các bạn, người ta sẽ chặn theo cái giải mạng, tức rằng là quyền truy cập internet ấy, người ta sẽ check theo quyền truy cập internet. Người ta sẽ gọi là đẩy cái thằng backend này này. Vì vậy chúng ta tách riêng cái thằng backend và thằng frontend ra, mục đích duy nhất đấy chính là các bạn sẽ cài hai cái dự án này trên hai cái luồng mạng khác nhau. Các bạn hiểu rằng là chúng ta không cài trên cùng một địa chỉ IP, chúng ta sẽ gọi là cài ở các địa chỉ IP khác nhau. Thành ra rằng là ví dụ các bạn phơi cái ứng dụng frontend này ra ngoài internet, các bạn bị hack thì hacker cũng không thể hack được cái backend của các bạn. Thì đấy chính là lý do tại sao người ta chia thành hai nha, chứ không phải rằng là người ta ngẫu nhiên người ta lại chia hai ứng dụng này ra đâu. Và có một cái ưu điểm cực kỳ hay như các bạn, đấy chính là sau này ví dụ cái frontend của các bạn ấy, ví dụ frontend của các bạn ấy 1 triệu người dùng ấy, thì nó cũng gọi là các bạn không cần phải mở rộng frontend. Cái điều các bạn cần mở rộng đấy chính là backend, các bạn phải nâng cấp database này, các bạn sẽ cần phải code như thế nào phía backend chẳng hạn, thì các bạn sẽ cần phải gọi là cái thằng đứng sau ấy, các bạn sẽ cần phải mở rộng thằng này. Thì khi mà các bạn chia nhỏ ra ấy, thì các bạn dễ dàng mở rộng hơn. Tức rằng là sau này các bạn ví dụ nha, các bạn cân bằng tải, mình đang ở đây thì mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ thấy khó hiểu thôi. Đấy chính là ví dụ 1 triệu user, các bạn gọi là phải xử lý một website mà 1 triệu người dùng gọi là truy cập vào một lúc ấy. Thì các bạn hình dung là thằng backend của các bạn phải x3, x4, x5 cái con server lên để cho nó chạy thì nó mới chịu tải được. Thì ở đây thì thằng frontend gần như rằng là các bạn không cần phải x mấy lên cả, các bạn vẫn để một con frontend thôi. Thành ra rằng là nếu mà các bạn tách ra nhỏ ra ấy, thì sau này nó giống như rằng là cái mô hình gọi là Microservice ấy, thì các bạn gọi là dễ dàng các bạn scale mở rộng ứng dụng của các bạn hơn. Thành ra rằng là cái công ty về chứng khoán cũng như rằng là công ty ngân hàng mình đang làm bây giờ thì người ta thường thiên về hướng này. Đấy chính là đôi người ta sẽ tách riêng nha các bạn, người ta không mấy cái gộp chung đâu. Còn các bạn đi làm ấy thì tùy công ty thôi. Công ty người ta không thích gọi là mở rộng, người ta gọi là thích gộp chung để làm cho nó nhanh thì người ta dùng cái mô hình này. Đấy chính là lý do tại sao mà mình dạy các bạn tách riêng, chứ không phải rằng là mình không biết về những cái này nha. Các bạn yên tâm rằng là dù tách riêng hay là chúng ta cộng gộp thì nó đều có đất gọi là cuộc chơi của nó, gọi là đều có sân chơi riêng của nó nha. Tuy nhiên một cái điều chung ấy, dù các bạn gọi là tách riêng hay là cái cộng gộp, các bạn đều phải làm backend. Đấy là lời khuyên của mình thôi. Rồi, thì sẽ quay lại với thằng backend của chúng ta nha các bạn. Thì cái điểm đầu tiên ấy, các bạn thấy rằng là hôm trước ấy, chúng ta đã gọi được một cái API như thế này rồi. Thì API là gì? API bản chất đấy chính là nó là một cái đường link URL thôi các bạn. Và cái đường link URL này nó sẽ nằm ở backend chứ nó không nằm ở frontend. Bởi vì sao nó lại nằm ở backend? Backend là nơi kết nối được tới database, chúng ta có thể lấy được dữ liệu. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta gọi là cần backend. Thì cái API sinh ra để giải quyết một vấn đề, đấy chính là anh frontend ấy, anh cần dữ liệu để hiển thị, đúng không các bạn? Nó có lưu cái gì đâu, nó chỉ có mỗi một nhiệm vụ rằng là hiển thị lên cho người dùng thấy kết quả thôi, đúng không các bạn? Trong khi rằng là thằng backend của chúng ta, nó mới có quyền hạn cũng như rằng là nó có đủ năng lực để gọi là nó thao tác với database và nó lấy lên data cho các bạn. Thì thằng API chính là cái sợi dây kết nối giữa thằng frontend và thằng backend. Thằng frontend nó sẽ gọi đến cái đường link này, thằng backend nó sẽ nhả ra data. Các bạn giống như là mô hình gọi và trả lời, các bạn alo đúng không? Các bạn gọi điện một cái, thằng bên kia trả lời thì nó sẽ ném cho các bạn một đường link. Thì như vậy rằng là đây chính là API nha. API hiểu theo tiếng Anh đấy chính là Application Program Interface, tức rằng là giao diện, là giao tiếp giữa các chương trình này các bạn. Thì các bạn đừng hiểu theo tiếng Anh là cái mợ gì, chúng ta chỉ hiểu theo tiếng Việt đi, tức rằng là các bạn làm một cái đường link URL, các bạn gọi vào cái đường link này nó trả ra dữ liệu thì chúng ta gọi cái này là API nha các bạn. Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi nha các bạn. Thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ làm một việc, đấy chính là chúng ta sẽ viết một cái API trên cái gọi là con Node.js của chúng ta.
Thì quay lại câu chuyện rằng là các bạn có thể thấy rằng là hôm trước ấy, các bạn biết tại sao mà mình lại đi dạy các bạn về CRUD không? Cũng như rằng là mình dạy các bạn về ORM không? Mục đích của mình gọi là dạy các bạn về CRUD, tức rằng là chúng ta làm cái thêm sửa xóa cũng như rằng ORM. Mục đích cuối cùng đấy chính là chúng ta có thể thao tác được với thằng Node.js và chúng ta có thể kiểm soát được đối với thằng backend. Bây giờ thì sẽ đến gọi là các bạn thấy này. Hôm trước ấy, mình đã cố tình chia thành hai cái file như thế này các bạn này. Mình đã cố tình trong cái file web của chúng ta, các bạn thấy rằng là trong cái file raw của chúng ta lại có hai cái, một cái là web và một cái API. Thì thông thường ấy, tùy cách tổ chức code của các bạn nha. Thì mình thích chia theo như kiểu này, bởi vì rằng là ngày xưa mình học thằng Laravel đó các bạn, thì nó hay chia kiểu này. Thì đối với file web đấy các bạn, thì những cái gọi là cái đường link nào mà website của các bạn sử dụng thì chúng ta sẽ định nghĩa ở đây. Và các bạn lưu ý một điều rằng là những cái đường link này nó đều render ra view cả. Còn khi chúng ta dùng API đấy các bạn, thì nó không render ra cái gì cả, nó chỉ trả ra phản hồi thôi. Thì đấy gọi là về API. Thì nôm na một hồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha các bạn. Để cho nó dễ đấy thì mình sẽ mở file web đây nha. Mình chưa đụng đến file API đâu. File API thì tí nữa thì mình sẽ bê code vào cho các bạn xem. Rồi, các bạn thấy rằng là hôm trước chúng ta đã định nghĩa những cái method như thế này. Cũng như rằng là mình đã có giới thiệu với các bạn một cái chuẩn. Các bạn sẽ Google cho mình một cái chuẩn là REST API, như các bạn hay còn gọi là RESTful hay là REST API thì nó đều giống nhau. Thì thằng này tức là như thế nào? Thằng REST API tức rằng là khi mà các bạn dùng method GET ấy, nó sẽ quy định các method là GET này, POST này, PUT này, PUT này, DELETE. Đây chính là bốn cái method mà các bạn hay dùng nhất này. Thì ngày xưa thì khi mình đi thực tập đấy các bạn, thì một lần mình đi phỏng vấn thực tập ấy, người ta có hỏi mình rằng là em có biết gọi là khi mà các em sử dụng cái gọi là website thì có những loại method gì không, ví dụ như rằng là ngoài get ra thì em có biết cái method nào khác nữa không. Người ta gợi ý cho mình rằng là get là một method, thì mình sẽ hiểu nôm na rằng là nó còn những cái method này đấy các bạn này. Ở đây thì do người ta sợ rằng là mình không hiểu ấy, thì người ta cũng gọi là trả lời cái get cho mình. Thì người ta sẽ gợi ý như vậy thì chúng ta sẽ trả lời đúng không. Thì ngoài cái thằng get ấy, thì đối với chuẩn RESTful API chúng ta sẽ có bốn method này. Bốn method này nó sẽ ứng với cái chữ CRUD các bạn. Thì cái chữ get nó sẽ ứng với chữ R, tức rằng là chúng ta muốn lấy dữ liệu và các bạn muốn đọc dữ liệu thì chúng ta sẽ gọi là read data các bạn, thì nó sẽ là get, chúng ta sẽ dùng method get. Khi mà các bạn muốn tạo mới dữ liệu ấy thì chúng ta sẽ là chữ C đúng không? Đấy chính rằng là create, thì chúng ta sẽ là ứng với method post. Khi mà các bạn muốn cập nhật dữ liệu ấy, ứng với gọi là CRUD, ứng với chữ U như các bạn, thì chúng ta sẽ là update, thì chúng ta sẽ dùng method là put. Còn khi mà các bạn muốn xóa dữ liệu, chúng ta sẽ là D như các bạn. Đây. Thì đây chính là gọi là cái chuẩn RESTful API, tức rằng là đứng với hành động nào của người dùng ấy thì chúng ta sẽ quy định cái method đấy cho nó. Thì ví dụ ở đây mình sẽ viết một cái API. Các bạn thấy rằng là hôm trước mình có router.get.post rồi. Hôm sau các bạn yên tâm rằng là chúng ta cũng có là router.put này, router.delete nha các bạn. Thì đấy là mình nói thêm thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ viết test một cái API mà chúng ta có thể sử dụng này. Thì để cho đơn giản nhá, thì test API thì chúng ta sẽ dùng method get để cho nó trả ra dữ liệu nha các bạn. Thì mình sẽ dùng router, mình sẽ router.get này các bạn. Và ở đây thì mình sẽ bắt đầu bằng cái chữ API cho nó dễ nhận biết nha. Thì mình sẽ là test API, mình sẽ đặt một cái đường link URL là API test API nha các bạn. Như vậy ok chưa? Rồi, thì bên trong cái hàm này thì mình sẽ gọi đến cái file, mình sẽ tạo mới một cái controller nha các bạn. Thì mình sẽ gọi là new file nha. Thì mình sẽ đặt một cái file API controller, API controller, API controller, controller.js đấy. Như vậy rằng là mình đã tạo mới một cái file có tên là API controller rồi. Thì mình sẽ viết một cái function là test API, test API, chính bằng một cái arrow function có request và response nha các bạn. Đây, rồi. Thì để cho nó có thể sử dụng được thì mình sẽ là module, chúng ta sẽ là module.export, chúng ta sẽ export một cái object ra nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ export cái hàm của chúng ta ra. Đấy. Rồi, như vậy rằng là mình đã export thành công cái hàm của chúng ta ra rồi. Thì bên cái file web này các bạn này, công việc đầu tiên thì mình sẽ đi import cái thằng API controller của chúng ta vào nha. Chúng ta sẽ import cái thằng API controller, controller. Chúng ta sẽ tìm đến nó đây, from này chúng ta sẽ cần phải tìm đến thằng controller và đến cái file API controller. Như vậy rằng là mình đã import thành công cái gọi là cái controller của chúng ta rồi. Thì khi mà các bạn gọi đến cái đường link URL này thì mình sẽ gọi đến cái gọi là mình sẽ gọi đến cái hàm của chúng ta. Thì mình sẽ nhập Ctrl Z nha các bạn, mình copy hơi thừa. Đây, mình sẽ copy thằng này. Thì bản chất của vấn đề đấy chính là các bạn gọi vào đường link này thì chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ gọi đến cái hàm test API. Đấy, thì các bạn thấy rằng là nó đã vào ở đây rồi. Thì cũng giống như hôm trước các bạn thấy rằng là nó giống hệt thôi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta mới đến sự khác biệt các bạn này. Sự khác biệt nó xảy ra đấy chính là bên trong hàm này bình thường thì các bạn sẽ là request, chúng ta sẽ là respond.render ra một cái view đúng không? Còn khi mà các bạn viết API thì chúng ta không render ra view. Thì ở đây các bạn sẽ ví dụ mình sẽ là request, chúng ta sẽ là respond nha, chấm send, chúng ta sẽ là return nha các bạn, respond này,
respond.send. Chúng ta sẽ xem cái gì? Đầu tiên thì trước khi mà các bạn gọi là send dữ liệu về thì chúng ta sẽ cần phải quy định xem là cái trạng thái của nó là gì. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cho nó một cái status là 200 để chứng tỏ rằng là chúng ta gọi đến server thành công rồi. Và mình sẽ send cái gì? Mình sẽ send một cái gọi là mình sẽ chấm JSON nha các bạn. Tại sao mà chúng ta lại dùng JSON? Mục đích chúng ta dùng JSON thì nó sẽ trả cho các bạn dữ liệu ở dưới dạng object. Thì ví dụ mình sẽ cho nó một cái message ở đây thì mình sẽ message của mình đấy chính là ok. Và một cái thứ hai của mình data, mình sẽ cho nó một cái là data là chúng ta sẽ gọi là test API đấy. Rồi, thì các bạn có biết tại sao mà mình lại trả ra một cái JSON như thế này không? Khi mà các bạn đi làm ấy, phụ thuộc vào mỗi công ty các bạn sử dụng ấy, thì nó sẽ quy định cái dạng data các bạn trả về. Ví dụ ở đây thì data mình trả về thì mình sẽ trả về ở dưới dạng JSON, dưới dạng object, và nó sẽ có hai cái tham số. Tham số thứ nhất gọi là nó chứa cái message gọi là để thông báo cho các bạn biết rằng là các bạn có thành công hay không. Và tham số thứ hai đấy chính là data mà các bạn muốn trả về cho client thì nó sẽ nằm ở đây. Thì để test được thằng này thì các bạn sẽ vào đây, các bạn thấy rằng là bản chất của nó là cái đường link này, các bạn sẽ copy đường link này, các bạn sẽ mở website của chúng ta lên nha. Chúng ta sẽ reload lại thằng này nha các bạn, và các bạn paste ngay vào đây cho mình. Đây. Các bạn sẽ paste vào đây, các bạn sẽ paste và các bạn enter nha. Đấy. Các bạn có thể thấy rằng là khi mà các bạn vào cái đường link này, nó đã trả ra đúng cái mà các bạn vừa quy định nó trả về ấy. Và các bạn so sánh với thằng này, đây. Các bạn thấy là có giống nhau không? Bản chất của nó rằng là nó đều trả ra cho các bạn một cái đống data đúng không? Thì bên này chúng ta vẫn trả ra data giống hệt nhau. Thì bây giờ câu chuyện rằng là chúng ta sẽ test bằng Postman nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn test bằng Postman trước. Sau đấy thì câu chuyện mà chúng ta dùng thằng React ấy, nó là một câu chuyện hay nữa cơ. Rồi, thì mình sẽ mở thằng Postman ra nha. Đi làm các bạn gọi là cũng nên dùng thằng Postman đi. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là thằng Postman chính là một công cụ giúp các bạn có thể test API. Một câu chuyện rằng là nếu các bạn chỉ làm frontend ấy thì các bạn bắt buộc phải hợp tác với người làm backend đúng không? Thì người ta bảo rằng là API đây, mày dùng đi. Thì trước khi các bạn code thì hục kệ thì các bạn cũng nên test xem rằng là API có hoạt động không này, nó có đầy đủ tham số như các bạn mong muốn không. Thì ở đây thì mình sẽ copy cái đường link này nha các bạn. Mình sẽ copy đường link này, mình paste vào đây nha các bạn, mình paste vào đây. Các bạn để method là get và các bạn nhấn nút send này. Các bạn sẽ để ý cho mình rằng đây, các bạn thấy rằng là chúng ta cũng nhận được message là ok và test API. Ok còn dây chưa? Thì như vậy rằng đây chính là nôm na về API nha các bạn. API nó chỉ là một cái đường link URL được viết trên backend. Ở phía frontend của chúng ta sẽ gọi lên cái đường link này và chúng ta lấy dữ liệu nha các bạn. Thì đấy gọi là cách sử dụng API nha. Nó chỉ là vậy thôi, nó cực kỳ đơn giản có phải không? Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã viết được cái API rồi ấy, thì chúng ta sẽ quay lại thằng Node.js nha các bạn. Các bạn thấy rằng là thay vì các bạn gọi là dùng cái đường link như thế này, các bạn sẽ paste cho mình cái đường link của chúng ta, đấy chính là localhost 8080 API test API trong cái file gọi là register. Các bạn sẽ paste vào nha, các bạn nhấn Ctrl S cho mình này. Bây giờ thì mới đến cái điều hay các bạn này. Các bạn sẽ vào đây. Chúng ta sẽ vào đây vào con React của chúng ta nha. Và bây giờ các bạn sẽ refresh lại cho mình. Các bạn sẽ để ý cho mình rằng là bây giờ chúng ta không hề có cái gọi là data hiện ra nữa. Tuy nhiên rằng là chúng ta có báo lỗi đây các bạn này. Các bạn có thể thấy rằng là bây giờ chúng ta bị một cái để chính là CRF policy. Thì cái policy này là cái gì? Thì trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta fix cái lỗi này nha, cũng như rằng là tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến việc gọi là chúng ta có cái policy này. Thì trong video này các bạn gọi là chúng ta sẽ cần phải gọi là viết trên thằng backend cho mình trước nha. Đấy chính là chúng ta sẽ viết một cái API như thế này. Thì mình sẽ review các file thay đổi nha các bạn. Các bạn yên tâm rằng là trong video này chúng ta test được cái API của chúng ta bên con Node.js, cũng như rằng là chúng ta test được bên trong cái gọi là trong Postman là thành công rồi nha các bạn. Còn lỗi chúng ta gặp ở thằng React ấy, nó là một topic, một chủ đề, cũng như rằng là một kiến thức các bạn làm frontend các bạn không thể thiếu nha. Thì các bạn yên tâm rằng chúng ta sẽ có một cái video riêng chúng ta sẽ phân tích nha. Rồi, thì ở đây thì đối với thằng backend các bạn có thể thấy rằng là mình đã thêm mới một cái file API controller. Thì bên trong file này mình chỉ đơn giản rằng là mình viết một cái hàm để giúp các bạn có thể trả ra data này. Cũng như rằng là trong file web mình đã thêm một cái gọi là mình đã import cái thằng controller của chúng ta vào rồi. Cũng như rằng là mình đã định nghĩa cái API của chúng ta rồi nha. Thì đây là bên phía thằng Node.js. Còn bên phía React của chúng ta, các bạn có thể thấy rằng là bên thằng này mình đã thay cái đường link của chúng ta bằng cái đường link test API rồi nha. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có gì sự vướng mắc, cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì, thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để có thể hỗ trợ các bạn nha.